Mặc dù đã bị phạt tới 10 lần về hành vi xả thải ra môi trường, nhưng công ty thuộc gia Hào Dương có trụ sở tại khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh vừa qua lại tiếp tục bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phía Nam C49, Bộ Công an phát hiện cố tình xả thải và bị đề nghị xử phạt số tiền lên tới 6,3 tỷ đồng. Đây là số tiền phạt doanh nghiệp lớn nhất từ trước tới nay. Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phía Nam đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phạt công ty này về 4 hành vi vi phạm, gồm xả nước thải vượt quy chuẩn từ 10 lần trở lên, không thu gom triệt để chất thải nguy hại, không thực hiện đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường, không thực hiện đủ chương trình quan trắc, tổng số tiền dự kiến lên tới trên 6,3 tỷ đồng. Đây là lần thứ 11 công ty Hào Dương đã bị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử phạt. Ở 10 lần xử phạt trước trong vòng từ năm 2005 đến 2013, công ty Hào Dương bị xử phạt trên 730 triệu đồng, nhưng công ty này vẫn tái phạm một cách có hệ thống và kéo dài. Gần đây nhất là từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2013, đã bơm hơn 437.000 mét khối nước thải chưa qua xử lý ra sông Đồng Điền và hưởng lợi từ việc xả thải trộm là hơn 4,3 tỷ đồng. Theo Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, những ngày qua trên bãi biển dọc theo đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa xuất hiện bất thường hàng loạt cầu gai cát khiến cho cơ quan chức năng phải cào vớt để tiêu hủy. Cầu gai cát xuất hiện dọc bãi biển trước khu vực từ khách sạn Sunrise đến tháp Trầm Hương với mật độ khoảng 10 con một mét vuông. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 8, các nhân viên của Ban Quản lý Vịnh Nha Trang đã gom cào khoảng 300 kg cầu gai đem đi chôn lấp để việc tắm biển của du khách và người dân địa phương không bị ảnh hưởng. Cầu gai cát hay còn gọi là nhím biển có hình thù bên ngoài giống như quả chôm chôm, màu xám, có lông rất cứng nhô ra như sợi cước, trên lưng có hình sao màu đen. Loại này xuất hiện nhiều theo dọc bãi biển Nha Trang, đoạn từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đến tháp Trầm Hương, thành phố Nha Trang vào sáng sớm. Sau đó, khi mặt trời lên cao thì chúng xuất hiện thưa thớt hơn và chui xuống cát để ẩn nấp. Theo như Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, cầu gai cát khi đâm vào chân có thể gây nhức và khó chịu, nhưng do gai mềm nên không gây thương tích nặng. Hiện Viện Hải Dương học Nha Trang đã tiến hành lấy mẫu giám định để sớm có kết luận nguyên nhân xuất hiện của loại sinh vật biển này.